Như vậy là mình vừa mới cho các bạn thấy cái quạt hút ở trong nhà mình. Thì ở đây là nó hút từ ngoài hành lang thổi vào phòng nha, cực mát nha, nó làm cho thông gió toàn bộ trong phòng luôn, nhiệt độ ở trong phòng là ngang với nhiệt độ ở bên ngoài. Thì đây là một cái motor của lấy trong cái máy giặt và một cái cánh quạt. Đó, ở đây là cái hành lang nhà mình. Thì bây giờ mình sẽ chế thêm một cái nữa và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chế luôn nha. Thì bây giờ mình sẽ, đây là một cái máy bơm ở trong máy giặt này. Đó, đây là cái tụ điện của nó. Thì cái dòng có tụ điện này thì các bạn có thể đổi đổi chiều, quay ngược và quay tới quay lui được nha. Khi mà các bạn cái cốt này là cái cốt 14 mà cái lỗ này chỉ là lỗ 12 thôi. Thì bây giờ mình sẽ phải mài cho nó lọt vào cái lỗ này nha. Đây, hiện tại thì nó sẽ không vừa được. Bây giờ mình sẽ mài cho nó vừa với cái quạt này. À, tổng chi phí của cái này thì cả hai cái này khoảng 300 ngàn thôi nha. Cái quạt này 120. Còn cái này thì tùy các bạn có thể xin được hoặc là mua đổ tầm 200 đổ lại. Khi mà các bạn muốn mài cho nó nhỏ lại thì các bạn cho nó quay nha, rồi mài nha, để cho nó đều á. Xem nó vừa chưa nha. Ok, như vậy là chưa vừa. Các bạn nên thử nha, đừng có mài nhiều quá là nó nhỏ. Nhỏ là cái cánh quạt nó sẽ bị lắc. Sâu luôn nha, lọt phải tới trong này nha, nó mới lọt được có một nửa thôi. Bây giờ ở ngoài mình sẽ không mài nữa, mình sẽ mài ở trong.